Tiểu sử ca sĩ ông Cao Thắng, người chồng quốc dân. Ông Cao Thắng là cựu ca sĩ của nhóm We Boy huyền thoại, được khán giả yêu mến với giọng hát trầm, ấm qua các ca khúc như Nơi ấy ngọn đồi tình yêu, Ta là của nhau, vân vân. Ngoài ra, anh còn được ngưỡng mộ với gia thế khủng, doanh nhân thành đạt, đời tư trong sạch, chuyện tình một thập kỷ với nữ ca sĩ Đông Nhi. Ông Cao Thắng là ca sĩ MC nổi tiếng, sinh vào ngày 13 tháng 1 năm 1986. Anh từng là cái tên nổi đình nổi đám trên các show diễn những năm trước 2010. Không chỉ tài năng mà vẻ đẹp trai của anh từng là chuẩn mực sắc đẹp của một thời. Là một chàng trai năng động, bản lĩnh, sớm tự lập và định hướng con đường phát triển của mình. Thật sự ít ai ngờ được ông Cao Thắng là chàng thiếu gia của tập đoàn Tân Hiệp Hưng lừng lẫy tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù sinh ra trong gia đình bề thế, ông Cao Thắng không ỷ lại mà luôn phấn đấu, không ngừng nỗ lực trong học tập và làm việc. Không chỉ hoạt động trong showbiz, ông Cao Thắng còn 12 năm liền giành danh hiệu học sinh giỏi. Vào năm 2010, ông Cao Thắng tốt nghiệp đại học, đồng thời nhóm We Boy cũng tan rã. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, ông Cao Thắng mạnh dạn bắt đầu kinh doanh với hệ thống khu vui chơi giải trí Cảm Giác Mạnh tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, anh còn cùng ông Hoàng tạo hit là Mr. Siro thành lập nên VO Entertainment và tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với Ước Ao, Một Mình Tôi, Buổi Chiều, Tình Yêu và Bạn. Đặc biệt, anh đã tạo nên cú hit lớn với album Nắng Tin Yêu, gồm Nắng Tin Yêu, Ký Ức Về Chiếc Nhẫn Cỏ, Anh Đã Trông Chờ Hư Vô. Được biết, nam ca sĩ hiện đang sở hữu hệ thống kinh doanh khu vui chơi Cảm Giác Mạnh nằm ngay trung tâm thành phố với chi phí đầu tư khá lớn. Và sau khoảng thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật, ông Cao Thắng tạm ngưng hoạt động nghệ thuật của mình và theo đuổi đam mê kinh doanh. Ngoài hệ thống khu vui chơi giải trí lớn, ông Cao Thắng còn tự thành lập công ty giải trí riêng với đội ngũ ekip và trang thiết bị hiện đại để sản xuất các MV ca nhạc cho nhiều ca khúc. Với những ý tưởng mới mẻ, chất lượng tốt của công ty, ông Cao Thắng đã thu hút được một phần rất lớn các ca sĩ nổi tiếng tại làng giải trí Việt. So với thời điểm hiện tại khi mới vào nghề, thì ông Cao Thắng đã có những bước tiến mới nhất với chất lượng giọng hát được cải thiện rõ rệt. Ngoài việc tập trung vào kinh doanh, anh còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Và hiện tại thì ông Cao Thắng đang là chủ tịch của một đội bóng do chính anh thành lập. Đội bóng từng tham gia tại nhiều nơi và giành được nhiều giải thưởng lớn. Ông Cao Thắng được biết đến là chàng ca sĩ điển trai, lịch lãm, lý lịch trong sạch và nói không với scandal. Khi còn là sinh viên của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ông Cao Thắng đã tích cực tham gia vào hoạt động nghệ thuật. Anh là cựu thành viên của nhóm We Boy nổi tiếng, MC cho chương trình Thế Giới V-pop được phát sóng trên kênh BTV2 từ 2008 đến 2009, đồng thời là gương mặt đại diện cho nhãn hàng thời trang C Collection. Là một chàng trai đa tài, không ngừng học hỏi và cố gắng nhưng khiêm tốn. Cuối cùng thì ông Cao Thắng cũng tạo dấu ấn trong sự nghiệp khi thành lập 610 Entertainment GSC, được gọi tắt là 6SE. Và chỉ thành lập năm 2012, nhưng 6SE đã trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu Việt Nam với ekip tài năng. Ca sĩ ông Cao Thắng, ca sĩ Đông Nhi, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý người nổi tiếng, sản xuất phim ngắn, thu âm, đồng thời còn hỗ trợ quảng cáo cho các nhãn hàng. Và đến năm 2014, ông Cao Thắng chính thức từ giã sân khấu, lui về hậu trường, tập trung kinh doanh và ủng hộ bạn gái Đông Nhi. Ngoài ra, ông Cao Thắng còn có đam mê lớn với thể thao. Anh cũng là chủ tịch đội bóng Futsal Tân Hiệp Hưng trên 2 năm do chính anh thành lập và thi đấu ở những giải thưởng lớn toàn quốc. Ông Cao Thắng là một trong những nghệ sĩ kín tiếng, anh ít khi chia sẻ về những hình ảnh của gia đình. Tuy nhiên, trái ngược với hoàn toàn với anh mình, em gái của ông Cao Thắng lại thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật bên gia đình, những buổi dã ngoại du lịch cùng gia đình. Thông qua những hình ảnh này, nhiều người bất ngờ khi thấy những hình ảnh giản dị của mẹ ông Cao Thắng. Bà là một đại gia có tiếng tại Sài Gòn, nhưng lại có phong cách thời trang giản dị và thân thiện. Ông Cao Thắng cũng từng tâm sự rằng chính bố mẹ là chỗ dựa vững chắc để anh có niềm tin và can đảm trước những quyết định mạo hiểm trong công việc của mình. Em gái của ông Cao Thắng là ông Thoại Liên,
Mặc dù cô nàng không tham gia nghệ thuật nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích, bởi vì ông Thoại Liên sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ngoại hình gợi cảm, phong cách thời trang sành điệu. Em gái của ông Cao Thắng quyết định đi du học và phát triển theo hướng kinh doanh ở Úc, sau đó định cư tại đây. Mặc dù không thường về Việt Nam, nhưng tình cảm giữa cô và anh trai cùng với chị dâu là Đông Nhi luôn gắn bó thân thiết. Mỗi khi có dịp, vợ chồng Nhi và Thắng lại thăm em gái và ngược lại. Ông Thoại Liên có cuộc sống khá thoải mái và công việc ổn định. Và trên trang cá nhân của mình thì cô người đẹp 8X thường xuyên khoe hình ảnh đời thường và các chuyến du lịch. Thế nhưng cô lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Hiếm hoi lắm mới thấy ông Thoại Liên chia sẻ hình ảnh bạn trai, thế nhưng cũng che chắn rất khéo léo, không muốn lộ diện ra ngoài. Không giống như nhiều gia đình giàu có khác, ông Cao Thắng chưa bao giờ là tâm điểm gây sự chú ý về cuộc sống xa hoa hay vướng vào thị phi, lùm xùm không đáng có. Điều đó cũng đủ hiểu được nếp sống của một gia đình quyền thế và có khối tài sản chẳng phải dạng vừa này như thế nào. Không chỉ có bố mẹ nề nếp kín tiếng, những đứa con trong gia đình cũng nối gót theo truyền thống này. Cả chị gái Thoại Linh và cô em út Thoại Liên dù sở hữu nhan sắc mỹ miều nhưng đều được chọn một cuộc sống bình thường và được ngưỡng mộ. Còn ông Cao Thắng dù bước chân vào showbiz nhưng anh vẫn giữ mình tránh xa những thị phi không đáng có. Suốt nhiều năm anh là một trong những nam thần nói không với chiêu trò cùng với scandal. Cặp đôi trai tài gái sắc, ông Cao Thắng và Đông Nhi bén duyên khi cả hai cùng tham gia MV cho chương trình Thế Giới V-pop. Như một duyên số, cả hai đã có nhiều dự án hợp tác cùng nhau. Trong một khoảng thời gian dài, khán giả thường xuyên thấy cặp đôi ăn ý, tình tứ trên sân khấu. Nhưng đến tháng 9 năm 2011, cặp đôi mới chính thức thông báo hẹn hò. Dù có tin đồn không hay từ dư luận, ông Cao Thắng và Đông Nhi vẫn sát cánh bên nhau trong công việc, cuộc sống đời thường. Tài năng, thân thiện và nói không với scandal. Cặp đôi luôn hỗ trợ nhau trong công việc là những điều mà người hâm mộ nghĩ đến khi nhắc về cặp đôi ông Cao Thắng, Đông Nhi. Từ cách sống cho đến những dự án âm nhạc chỉn chu, ông Cao Thắng, Đông Nhi dần trở thành cặp đôi vàng trong showbiz Việt. Cả một thập kỷ yêu nhau, ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn chia sẻ những hình ảnh tình bể bình khiến người hâm mộ phải ghen tị. Họ cùng nhau cháy hết mình trước ống kính, sánh bước trong các sự kiện, ngọt ngào và tình tứ trong những chuyến du lịch hay nồng nàn, giản dị mà hạnh phúc xuất hiện cùng gia đình. Đặc biệt là hình ảnh của ông Cao Thắng ủng hộ bạn gái sau cánh gà, sẵn sàng khâu vá áo cho Đông Nhi, hay đơn giản chỉ là rửa bát cho người yêu cũng khiến các bạn nữ phải thốt lên: thanh xuân nợ chúng ta một người yêu như ông Cao Thắng. Và vào ngày 9 tháng 7 năm 2019, Đông Nhi đã có một màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn với ông Cao Thắng trên một tòa nhà cao tầng tại New York. Nữ ca sĩ đã đăng ảnh đeo nhẫn kim cương trên trang cá nhân với lời chú thích: em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Đông Nhi và ông Cao Thắng được trông thấy đang chụp ảnh cưới trên con đường phố Sydney, Australia. Sau khi chụp ảnh cưới và thăm người thân đang sống tại đây, thì cặp nghệ sĩ lên đường trở về Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2019, Đông Nhi và ông Cao Thắng chính thức tổ chức hôn lễ siêu hoành tráng tại Phú Quốc. Trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai được người hâm mộ ưu ái gọi là cặp đôi vàng của V-Biz khi có tới 10 năm gắn kết, cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt là chuyện tình yêu của Đông Nhi và ông Cao Thắng được ví như cổ tích giữa đời thường. Niềm hạnh phúc lớn nhất của Đông Nhi và ông Cao Thắng là sau một năm kết hôn, chính là việc đón thêm thành viên mới. Em bé nhà Đông Nhi là một cháu cưng của showbiz Việt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.